Tập 17. Phong bất bình, dù ông có giết chết ta, sau này ông còn mặt mũi gì gặp lại liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn chúng ta hả? Hey! Quả nhiên là một ngụy quân tử, chết tới nơi còn đóng kịch được nữa. Được, vậy để ta tiễn ông lên đường. Xem ông xuống dưới Hoàng Tuyền rồi, còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của bổn phái không? Khoan đã. Muốn làm trưởng môn phải hỏi đại sư huynh ta trước đã. Bảo kiếm pháp, cho dù Phong Bất Bình dùng chiêu thức hiểm độc đến thế nào để tấn công, tên tiểu tử này cũng đều nhìn thấu hết tất cả điểm sơ hở của chiêu thức đó, sau đó xuất kiếm, khiến cho Phong Bất Bình đành phải thu kiếm về tự vệ. Còn Phong Bất Bình, mỗi khi hắn không thể đỡ nổi chiêu thức thì dùng nội lực truyền vào trường kiếm, cứ vậy mà đánh. Cách đánh này e là hơi vô lại rồi. Tại sao kiếm pháp của Sùng Nhi lại thượng thừa như vậy? Kiếm pháp của người thuộc môn phái nào? Tất nhiên là của Hoa Sơn rồi. Tức thật. Ta đứng đầu kiếm tông, đang muốn giành lại chức trưởng môn Hoa Sơn. Nếu như kiếm pháp của ta lại thua bởi một tên đệ tử của khí tông, vậy bán nghiệp làm trưởng môn Hoa Sơn này e là tan thành bọt biển rồi. Ta chỉ có thể thoái ẩn giang hồ, không còn mặt mũi hành tẩu trên giang hồ nữa. Thật không ngờ hậu nhân kiếm tông lại đi dẫn khí luyện kiếm. Hay là ông đổi làm môn hạ của khí tông chúng tôi, luyện lại từ đầu? Kiếm pháp của hắn không chỉ chiêu thức kỳ lạ, hơn nữa khí thế của kiếm mạnh mẽ, hoàn toàn không phải lấy kiếm mà thắng. Người này tuy là hậu nhân kiếm tông, nhưng khí công rất cao, có lẽ không hề thua kém ta. Dưới bình chiêu thức hiểm độc như vậy mà Xuân Nhi vẫn có thể đỡ nổi, kiếm pháp cao cường này thật khiến người ta hiếu kỳ. Đắc tội rồi. Tại hạ xin chịu thua. Lục sư huynh à, lần sau khi tới bái kiến tả trưởng môn, hãy nói là tại hạ xin đã tả thành ý quan ấy. Đáng tiếc tại hạ học nghệ chưa tinh, kỹ thuật quá kém, không còn mặt mũi giành chức trưởng môn nữa. Phong tiên sinh, Linh Hồ Sung, kiếm pháp của người hay như vậy, tại hạ thật sự khâm phục. Nhưng mà kiếm pháp này ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không bằng ngươi. Kiếm pháp này do cao nhân nào truyền thụ? Để Phong Bất Bình này được chịu nhận thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ tiền bối đã nhường, nên giảng bối mới thắng được vài chiêu, không đáng để nói. Tại hạ là đại đệ tử môn hạ của ân sư Nhạc tiên sinh. Cáo từ. Nếu luận về kiếm pháp thì mình không sánh bằng Phong Bất Bình, đương nhiên cũng không thắng nổi Lệnh Hồ Xuân. Tình thế hiện giờ Phong Bất Bình đã không thể làm gì, đành về bẩm báo tả sư huynh rồi mới tính sau. Linh Hồ Hiền Điệt, các hạ võ công cao cường, tại hạ xem như mở rộng tầm mắt, hẹn ngày gặp lại. Kiếm pháp các hạ quả nhiên lợi hại, dũng dĩ chúng tôi biết khó mà lui, nhưng đã lỡ đắc tội với quý phái, sau này ắt sẽ gặp nhiều phiền phức, đành phải diệt cỏ tận gốc, ý đồng hiếp yếu. Mình không còn nội lực, không thể dựng công, làm sao có thể thắng được đám đông ô hợp, đột phá dòng dây tìm được thoát thân đi. Hơi. Hơi. Hồ Xuân, hãy mau cắt đứt gân tay gân chân của chúng, rồi sau này sẽ tự tự tra hỏi. Dạ, sư phụ.
Hãy bình tĩnh. Tay phải, hãy đóng lấy thắt lưng của người khác rồi đi theo ta. Lệnh Hồ Xuân, sao cậu không mau qua đây giải quyết đạo cho mọi người đi? Hay là đợi bọn ta quỳ xuống để bái lại giang sinh nữa đây? Dạ, sư phụ. Đại sư huynh, Xuân Nhi. Sư phụ, mấy tên bịt mắt tối hôm qua quen con có phải không? Đệ tử không quen. Nếu như không quen nhau, vậy tại sao ta nói con cắt đứt gần tay gần chân của chúng mà con không làm theo? Sư phụ, không phải như vậy. Lúc đó mấy luồng chân khí trong người con từ trong đan điền chạy loạn khắp cả toàn thân, tay chân của con hoàn toàn không thể khống chế. Con cũng biết dựng chuyện quá đó. Sư phụ, đệ tử mồ côi từ nhỏ, may nhờ đại ân đại đức của sư phụ thu nhận con nên con mới sống được tới hôm nay. Tuy là đệ tử bất tài nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện lừa gạt sư phụ đâu. Con không dám lừa gạt sư phụ. Được, vậy thì ta hỏi con, kiếm pháp mà con sử dụng là do ai truyền thụ hả? Xin sư phụ thứ lỗi, vì tiền bối truyền thụ kiếm pháp đó yêu cầu đệ tử phải hứa tuyệt đối không được tiết lộ lai lịch của kiếm pháp này ra ngoài, cho dù là sư phụ và sư nương. Đó là đương nhiên rồi. Võ công của con đã đạt đến trình độ ngày hôm nay thì đâu cần phải màng đến sư phụ và sư mẫu này nữa. Đám người bịt mặt đó không phải đã nói rồi sao, trưởng môn của phái Hoa Sơn phải do con lên nắm quyền mới xứng đáng. Sư phụ, đệ tử thật sự có chuyện khó nói. Sau này nếu vì lão tiền bối đó đồng ý cho phép, Đồ Nhi nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện để sư phụ hiểu, tuyệt đối không có chút giấu giếm. Xuân Nhi, đứng dậy đi nào. Cẩn thận. Sư huynh, chuyện tối hôm qua nếu không phải nhờ có Xuân Nhi, phái Hoa Sơn chúng ta đã tan tành hết rồi. Mặc kệ kiếm pháp Xuân Nhi học ở đâu, mặc kệ tiền bối đó là ai, ân huệ mà chúng ta nhận được cũng đâu có ích. Còn về lai lịch của mấy tên bịt mặt đó, sau này ắt sẽ điều tra ra. Giữa Xuân Nhi và bọn chúng sao có thể có giao tình được? Đúng đó phụ thân, đại sư huynh dùng một nhát chém trúng mắt của bọn chúng, làm sao có thể cùng một phe với bọn chúng được. Sư huynh, bây giờ Phong Bất Bình biết đường khó rút chạy, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải lên Tung Sơn làm gì. Sư phụ, sư nương, phụ thân mẫu thân đệ tử đã mất, bây giờ chỉ còn lại nội tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Đệ rất nhớ hai người họ nên muốn ghé thăm họ, sẵn tiện bẩm báo sự việc. Nếu như sư phụ sư nương và các sư huynh sư tỷ nể mặt của Bình Chi, hay là ghé nhà ngoại tổ phụ của đệ tử ở vài ngày, chắc chắn ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sẽ cảm thấy vinh hạnh. Mẫu thân, ngoại tổ phụ của Tiểu Lam Tử ở Lạc Dương, dù sao chúng ta cũng xuống núi rồi, chi bằng chúng ta đến Lạc Dương xem thế nào, cũng coi như là tăng thêm kiến thức. Ngoại tổ phụ của Bình Chi kim đao vô địch, uy chấn giang hồ, trước giờ ta vô cùng ngưỡng mộ, nhưng tiếc là không có duyên gặp. Được,
Lần này chúng ta sẽ đến Lạc Dương một chuyến, nói không chừng lại quen được một vài bằng hữu mới ở nơi đó cũng nên. Vậy thì không uổng công đi đến đó. Tung Sơn, các vị hiền đệ vốn dĩ là những cao thủ nổi tiếng trong giới hắc đạo, lại cộng thêm Phong Bất Bình thành bất ưu của Kiếm Tông Hoa Sơn, còn có Đinh sư đệ, Lục sư đệ, cả đám hơn chục người, kẻ bị thương, kẻ thì chết, sức đầu mẻ trắng. Ta thực sự không biết mấy người đã làm gì kiểu gì. Tạ minh chủ, tại hạ tung hoành hắc đạo 30 mấy năm, cũng từng gặp qua vô số chuyên gia kiếm thuật, nhưng mà vẫn chưa hề nhìn thấy có người xuất kiếm nhanh giống y như lệnh Hồ Xuân đây. Hơn nữa kiếm pháp thì mơ hồ, rất khó nắm bắt. Hả? Lệnh Hồ Xuân đó chẳng qua chỉ là đệ tử của Nhạc Bất Quần thôi, tại sao lại có kiếm thuật siêu phàm đến như vậy chứ? Tạ minh chủ, kiếm pháp của Lệnh Hồ Xuân kinh người ở chỗ góc độ xuất kiếm của hắn vô cùng mơ hồ, khiến ta khó lòng nắm bắt. Hơn nữa lần nào hắn cũng biết được chiêu kế tiếp của ta, tấn công nhanh chóng. Thứ lỗi sư đệ nói một câu, võ công mà Lệnh Hồ Xuân đã sử dụng không phải kiếm pháp của Hoa Sơn. Tạ minh chủ, mối thù hỏng mắt, xin Tạ minh chủ thay huynh đệ chúng tôi chủ trì công đạo. Xin Tạ minh chủ báo thù cho chúng tôi. Mọi người im lặng đi. Tạ minh chủ tự biết sắp xếp. Ơi, các vị hiền đệ hãy ở lại đây yên tâm dưỡng thương, còn về chuyện báo thù sẽ để sau này tính kế lâu dài. Tạ minh chủ. Lục sư đệ, dạ, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Dạ Tạ minh chủ. Các vị mời. Chỉ có một chiêu thôi mà đã quỷ mắt của tất cả mọi người. Không lẽ Lệnh Hồ Xuân đã có được Tịch Tà kiếm phổ rồi? Chủ môn mới nhận được một bức mật hàm. Lão hồ ly Nhạc Bất Quần này lại trốn đến Dương Phủ Kim Đao Lạc Dương sau. Mặc cho ngươi dùng kế sách gì, ngươi cũng không thể ngờ được ta đã sắp xếp con cờ mà ngươi tin tưởng nhất bên cạnh ngươi rồi. Trời ơi, trời ơi là trời. Trời ơi, ta nói nè mỹ nhân ơi, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu về đâu đây? Chúng ta đi về hướng Tây cũng đã vài ngày rồi, chắc cô không phải muốn ta đưa cô đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đâu hả? Hả? Đi thêm nửa ngày sẽ tới. Trời ơi trời, cô gạt ai nữa vậy? Nửa ngày nay cô nói câu này mấy lần rồi đó. Còn lãi nhãi nữa, ta sẽ đưa ngươi lên Tây Thiên. Ta nói mỹ nhân à, cô coi cô đi, người vừa xinh đẹp võ công thì lại càng cao cường. Nè, theo ta cô nên làm việc thiện cho ta thuốc giải đi, rồi tha cho ta đi đi. Hả? Nghỉ ngơi chút ha. Được thôi. Hả? Để tình ngươi đã cõng ta lâu như vậy rồi, lại từng cứu ta. Hả? Ta sẽ cho ngươi thuốc giải. À, thiệt hả? Nè, ngồi xuống đây. Xuống đây. Nè, từ. Nè. Ngồi. Xong. Nè. Ê. Xong. Vậy nếu như cô đã cho ta thuốc giải rồi, ta cũng từng cứu mạng của cô, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ không ai nợ ai, chấm dứt ân oán. Vậy điền mổ cáo từ không tiễn. Ta hỏi ngươi, ngươi đã uống bao nhiêu viên thuốc giải rồi? Hai viên. Thuốc giải của ta công hiệu như vậy, ngươi cần gì phải uống hai viên? Dựa vào một tên tiểu bối giống như ngươi, xứng để uống thuốc giải của ta sao? Cái viên còn lại là gì? Là thuốc đoạn gân giãn cốt đó. Nếu ngươi không nghe lời thì bây giờ ta sẽ khởi động độc tính của viên thuốc này ngay, khiến cho gân cốt của ngươi toàn thân gãy lìa từng đoạn.
Đến lúc đó miệng của ngươi không thể mở ra, cái lưỡi thì không nhúc nhích được, mùi vị đó chắc sẽ khó chịu lắm. Trời ơi là trời, con sao con lại độc ác tới vậy? Con nói coi con đã cho thuốc giải rồi phải không? Vậy tại sao lại cho một viên thuốc còn độc hơn trước nữa vậy? Trời ơi, con người này của ta xưa nay công tư phân minh. Ngươi đã cứu ta, ta giải độc cho ngươi. Nhưng mà hiện giờ ta cần ngươi bảo vệ ta, cho nên ta dùng thuốc độc khống chế ngươi. Chuyện gì ra chuyện đó, rất công bằng. Ông trời ơi là ông trời, sao số tôi lại xui xẻo quá vậy nè trời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà, ta sẽ không khởi động độc tính của viên thuốc này. 10 năm cũng không phát tác, ngươi còn sợ gì chứ? Ta không có thèm tin cô đâu. Trời ơi là trời. Ta thấy khinh công và đao pháp của ngươi, chắc là đệ tử Dạng Lý Môn ở Hoàng Sa Tây Vực đúng không? Trần Kỳ Thông và Ngô Kỳ Thắng, hai tên tiểu tử đó, ai là sư phụ của ngươi? Sao lại dạy ra một tên dâm tặc giống như ngươi? Sao cô lại biết sư môn của ta chứ? Đúng vậy, ta chính là đệ tử của Hoàng Sa Dạng Lý Môn. Nhưng mà ân sư truyền dạy của ta cũng đã mất nhiều năm rồi. Ngô sư thúc năm nay cũng đã hơn 60 rồi. Trời ơi bà cô già ơi, sao cô có thể gọi hai vị lão nhân gia đó là tiểu tử được hả? Sư phụ của ta và thái sư tổ của họ Linh sư tử giai giới ngang nhau, ta gọi hai lão già đó là tiểu tử có gì không đúng? Có thiệt không vậy? Vậy cô là ai hả? Ngươi không cần biết. Ngươi là thứ bỏ đi của Dạng Lý Môn, thua ta bao nhiêu là bực. Dù cổng ta thì cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao ta cũng đã uống thuốc độc rồi, lại bị cô điểm tử huyệt nữa, không cổng cô thì biết làm sao nữa. Chỉ cần ngươi cổng ta đi thẳng về hướng Tây, ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ có cách thôi. Ờ, đến đây, đến đây. Đi qua đây xem thử đi. Xin mời, xin mời. Dừng. Bỏ ta xuống. Ê, trời ơi. Đại tỷ, gì nữa vậy? Ngươi có muốn giải tử huyệt của mình không? Tất nhiên là muốn. Được, vậy ngươi phải nghe lời của ta. Ngươi có nhìn thấy ở phía trước có người đang rước dâu không? Ngươi qua đó cướp tân nương đi. Thiệt không đó? Những chuyện như giả dạng tân lang vào động phòng đích thật ta làm không có ít, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà đi cướp tân nương hình như không thích hợp. Nhưng mà nghe ra cũng thấy kích thích quá. Nhưng mà có liên quan gì tới tử huyệt của ta chứ? Liên quan, rất liên quan nữa kìa. Ồ, nói ra nghe thử coi. Nè, đừng có nói với ta, kêu ta đi cướp tân nương về để cùng ta động phòng, như vậy sẽ giải được tử huyệt của ta nha. Ý, nếu thật sự là vậy, ta sẽ không ngại để cho cô điểm thêm vài lần nữa. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Nói như vậy đây là thiệt luôn á hả? Bây giờ ta đi liền. Nhưng mà khoan, ta vẫn chưa nói xong. Lại sao nữa vậy? Đứng trước mặt mọi người hét lên ta là dâm tặc, sau đó thì vào trong kiệu cướp tân nương. Vậy cũng được hả? Nhớ kỹ đó, không được sử dụng nội lực, không được sử dụng võ công, không được sử dụng khinh công. Nếu không thì thuốc đoạn gân giãn cốt ở trong người của ngươi phát tác, lúc đó ngươi sẽ mất mạng luôn. Không phải cô nói chỉ cần cô không khởi động dược tính thì dù 10 năm cũng sẽ không phát tác hay sao chứ? Phải đó, không khởi động thì không sao. Đáng tiếc hai chữ hồi nãy của ta đã dùng nội lực rồi, vì vậy dược tính trong người ngươi đã khởi động. Hễ ngươi mà động đậy thì chỉ có một chữ chết. Cô chơi ta. Ngươi muốn giải quyết thì chỉ còn có cách này thôi. Mỹ nhân à, nếu như theo lời cô nói, ta phải qua đó cướp sẽ bị người ta đánh chết. Ta là chính vì muốn ngươi bị đánh, hiện giờ nội lực ta không đủ, không thể đồng thời giải tử huyệt của ngươi. Bây giờ độc tính ở trong người của ngươi cũng đã khởi động rồi, để mọi người đánh cho một trận, đánh để ngươi ói hết máu bầm ra, vậy là khỏi một nửa rồi. Cô cái gì? Bây giờ ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Đi đi. Ta là dâm tặc đây. 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 Ta là dâm tặc đây.
Ta là dâm tặc nè. Dâm tặc là ta. Trời ơi, ta là dâm tặc đây. Dâm tặc là ta. Ta là dâm tặc đây. Chuyện nào ra chuyện đó là do ngươi nợ Nghi Lâm. Nợ nần giữa ta và ngươi xem như đã xong. Tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Tham kiến giáo chủ. Đứng lên đi. Tạ giáo chủ. Cô là ma giáo? Không. Thì ra cô chính là Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Hân hạnh. Sao hả? Ngươi sợ à? Sợ thì ta không sợ, chỉ là hơi may mắn. May mắn cái gì? May mắn là ở trên đường ta không có gì cô xinh đẹp rạng ngời mà đắc tội với cô. Ngươi biết thì tốt rồi. Ta cảnh cáo ngươi, không chỉ ta đâu, mà ngay cả tiểu ni cô Nghi Lâm đó cũng vậy. Nếu không, ngươi nhất định chết không có đất chôn thân. Dạ. Ta chưa muốn mất cái mạng này đâu. Đông Phương giáo chủ. Bổn tọa chưa từng cho ngươi uống cái gì mà đoạn gân giãn cốt hoàng hết. Hả? Đó chỉ là một viên nhân sâm. Ngươi đã dùng thuốc bổ như vậy còn bị đánh một trận, các huyệt đạo chắc cũng đã bình thường rồi. Cút đi. Đa tạ nghe. Vết thương của giáo chủ sao rồi? Cũng có hơi nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Dạo này trong giáo có xảy ra chuyện gì không? Sao vậy? Bổn giáo chủ, thánh cô đã xuống núi đi tìm người rồi. Ta đã cấm cô ta xuống núi rồi mà. Dạ, nhưng mà thuộc hạ cản không được. Lần này không biết lại gây ra quả gì đây. Đại sư huynh. Ê, sao đệ ở đây không đi chung với mọi người sao? Vết thương trên người huynh vẫn chưa lành, đệ thấy không yên tâm nên ra ngoài tìm huynh. Đại sư huynh, đệ dìu huynh về hả? Lấy bình rượu đã. Ê, cẩn thận. Đại sư huynh à, Lục Hậu Nhi, đại sư huynh đệ chết rất là thảm. Lục Hậu Nhi, đại sư huynh, nhỏ tiếng thôi, đừng kinh động đại sư huynh. Sư phụ nói để hỏi huynh, hôm nay đại sư huynh có hành động gì bất thường hay không? Vừa đi vừa nói. Sư phụ cho nhị sư đệ ta giám sát mình, sư phụ nghi ngờ mình. Xuân Nhi,
Sư nương. Xuân Nhi, con có còn nhớ không? Con làm môn hạ của phái Hoa Sơn từ khi nào? Con còn nhớ. Năm đó quê của con mắc bệnh dịch, phụ thân và mẫu thân đều mất hết. Con lưu lạc khắp nơi, ăn xin qua ngày. Cũng may sư phụ sư nương thu nhận con lên Hoa Sơn. Tới bây giờ thì đã được 15 năm rồi. Đúng vậy. Khi đó Linh Sang chỉ mới 3 tuổi. Trong số bao nhiêu đệ tử đó thì chỉ có con là thông minh và ngộ tính cao. Phải Hoa Sơn này trước sau gì cũng giao vào tay con. Thật ra ta và sư phụ con kỳ vọng với con rất cao. Con đừng bao giờ làm hai chúng tôi thất vọng. Sư nương, nhưng mà sư phụ đang nghi ngờ con. Người kêu nhị sư đệ tới giám sát con đó. Đích thực là dạo này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tịch Tà kiếm pháp Lâm gia không rõ tung tích. Tử Hà bí kíp lại bị lấy cắp mất. Gần đây võ công của con lại trở nên rất lợi hại. Từ những chuyện xảy ra cho thấy, sư phụ có nghi ngờ con cũng khó trách ông ấy. Di ngôn của phu thê Lâm Chấn Nam trước khi lâm chung, con đã nói với Lâm sư đệ không sót một chữ. Cuốn Tịch Tà kiếm phổ đó con chưa từng nhìn qua. Con cũng không hề lấy Tử Hà bí kíp. Những kiếm pháp con học được đều là do một vị cao nhân truyền thụ cho con. Sư nương, nhưng mà con từng hứa với người đó không được tiết lộ tên của người đó ra ngoài. Sư nương, người phải tin con. Từ nhỏ tới lớn, con có đau ốm gì cũng đều do một tay sư nương chăm sóc. Tính tình của con ta biết rõ nhất. Nếu con nói không có thì nhất định là không có. Sư nương. Con yên tâm, bất luận có thế nào đi nữa thì ta cũng ủng hộ cho con, tin tưởng ở con. Ừ. Từ hôm nay chúng ta sẽ ngủ lại tại quán trọ này. Sư phụ, con muốn đến nhà ngoại tổ phụ trước để thông báo, nhờ ngoại tổ phụ chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón sư phụ và sư nương. Quy tắc ở trên giang hồ có thể miễn đi. Vẫn mong sư phụ cho con về thông báo trước. Nếu không ngoại tổ phụ sẽ trách phạt con không biết lễ nghi võ lâm. Phải đó sư huynh, lâu rồi Bình Chi không có về Lạc Dương, nhất định rất nhớ ông ngoại mình. Ừ, vậy được rồi, con về trước đi. Đệ tử cáo từ trước. Ừ. Sư huynh. Ừ. Tuy Bình Chi còn rất trẻ nhưng lại chín chắn điềm đạm, rất có phong thái của huynh. Mẫu thân. Ừ. Đi thôi. Đại sư huynh, có chuyện gì mà vui vậy? Huynh xem. Wow, hơn 40 lượng luôn. Nhặt được sao? Không phải, nhưng cũng xem như là nhặt được ở ngoài đường. Ê đại sư huynh, huynh cũng có phần. Huynh cũng có hả? Tất nhiên rồi, Dương lão anh hùng của Kim Đao Môn đến đón sư phụ và sư nương. Sư huynh, gia thế của Dương gia cũng khá lắm đó. Hey, không chỉ chuẩn bị rất nhiều lễ vật quý giá, chỉ cần là đệ tử Hoa Sơn chúng ta đều có thể lấy được 40 lượng bạc này. Đại sư huynh, huynh qua đó đi. Huynh không thèm đâu. Sao vậy? Lấy 40 lượng bạc này đi uống rượu cũng được vậy. 40 lượng thì đã sao? Chủ yếu bọn họ chỉ muốn khoe khoang Dương gia nhà họ lắm tiền nhiều của. Tại sao huynh phải nhận tiền từ chỗ họ? Huynh đi tìm rượu để uống đi. Ê, đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Lại cái gì nữa đây? Lẽ nào huynh không lấy 40 lượng cũng không được sao? Hay là huynh không cần 40 lượng bạc này không được rồi. Sư phụ đã dặn huynh nhất định phải tới bái kiến Dương lão gia. Nhạc trưởng môn. Ừ. Đa tạ ông đã thu nhận bình chi của tôi. Lão phu thật sự cảm kích vô cùng. Tôi nghĩ từ nay về sau, phái Hoa Sơn các người và Kim Đao Môn chúng tôi sẽ trở thành người một nhà. Đó là đương nhiên. Kim Đao Môn ở Trung Nguyên quy chấn võ lâm đã lâu. Năm xưa tiền bối Hoa Sơn và Kim Đao Môn đã có qua lại thân thiết. Hôm nay có thể gặp được Dương lão anh hùng. Nếu như có thể nhận được sự chỉ điểm của Dương lão anh hùng đây, vậy thì sư đồ của phái Hoa Sơn chúng tôi sẽ được tặng thêm kiến thức rồi. Ê, nói quá. Lão phu không dám nhận, không dám nhận đâu. Sư phụ, đại sư huynh tới. Sư phụ. Dương lão anh hùng. Ừ. Đây chính là đệ tử Lệnh Hồ Sung của phái Hoa Sơn chúng tôi. Hồ Sung, hãy mau bái kiến Dương lão anh hùng đi. Giảng bối Lệnh Hồ Sung bái kiến Dương lão anh hùng. Ừ, được. Hồ Sung, nhìn thấy Dương lão anh hùng sao không quỳ xuống? Ngoài tổ phụ, cựu cựu,
Vì vết thương trên người đại sư huynh vẫn chưa lành, cho nên hãy miễn phần lễ này đi. Được, không sao hết, không sao hết. Lên hồ hiền điệt, ta có một món quà gặp mặt. Chút quà mọn không đáng là bao, cậu cầm lấy đi. Vậy tôi xin nhận quà này, tôi còn lo không có tiền uống rượu đó. Hồ Xuân, con. Nhạc trưởng môn, dù gì cũng tới Hà Nam, thôi thì tới Hàng Sa nghỉ ngơi vài hôm, cũng để lão phu được dịp tiếp đón khách phương xa. Dương lão anh hùng, ông thật sự khách sáo quá rồi. Ê, bên ngoài đã chuẩn bị xe ngựa rồi, nhạc trưởng môn mời. Dương lão anh hùng mời. Mời. Dương phủ. Dù mất hết gia tài họ Dương, ta cũng sẽ báo thù cho phụ thân phụ mẫu của con. Bình Chi à, theo lời của con thì cẩu tặc Dư Thanh Hải một lòng muốn chiếm đoạt tịch tà kiếm phổ gia truyền của nhà con. Vậy bây giờ kiếm phổ đâu? Ngoại tổ, thật không dám giấu, tịch tà kiếm pháp con đã ghi nhớ trong lòng. Nhưng phụ thân con từng nói tịch tà kiếm phổ của Lâm gia con trước giờ đều không có văn tự kiếm phổ gì. Nhưng rồi lại nói, thật ra trong bộ kiếm pháp đó còn thiếu một thứ rất quan trọng, phần còn lại bản thân phụ thân con cũng không được rõ. Vậy bí quyết pháp môn đó nhất định chính là tịch tà kiếm phổ chân chính. Khi phụ thân của con qua đời, có nhắc tới manh mối gì nữa không? Nghe đại sư huynh nói, trước khi phụ thân và mẫu thân con qua đời, hoàn toàn không nhắc tới tịch tà kiếm phổ. Nếu như vậy thì quyển kiếm phổ đó vẫn chưa bị Dư Thang Hải lấy mất, lại không nằm trong tay phụ thân mẫu thân của con, vậy thì lạ thiệt đó. Bình Chi à, con người đại ca con như thế nào, kiếm pháp ra sao? Con người đại sư huynh cũng không tệ, và võ công của huynh ấy thì dạo gần đây vô cùng lợi hại. Mấy hôm trước chỉ với một chiêu đã làm mù mắt của mấy vị cao thủ hắc đạo. Khoan đã, có nghi điểm rồi. Không lẽ đại sư huynh của con lấy cấp tịch tà kiếm phổ? Một chiêu thì là mù mắt của một đám cao thủ, kiếm chiêu này phân nửa là học được từ tịch tà kiếm phổ mà ra rồi. Đúng vậy, nhất định là tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung đã cướp tịch tà kiếm phổ gia truyền của nhà con. Nếu không, kiếm pháp của nó sao có thể cao hơn Nhạc Bất Quần được chứ? Chắc không đâu, đại sư huynh không phải loại người như vậy. Bình Chi, lòng người khó đoán mà, quan niệm đề phòng người không thừa đâu. Khi mà phụ thân mẫu thân của con qua đời, chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh hai người họ. Có lẽ hắn đã cố tình che giấu di ngôn của phụ thân mẫu thân con, rồi tự đi lấy kiếm phổ âm thầm luyện công. Nói như vậy nghe sẽ hợp lý hơn. Con nói coi có phải không? Phụ thân mẫu thân con vì giữ kiếm phổ bị kẻ gian hãm hại, cho dù có vất vả cũng phải tìm kiếm phổ mang về để an ủi linh hồn của phụ thân phụ mẫu con trên trời. Con sẽ không bao giờ quên mối thù như biển của phụ thân mẫu thân. Bình Chi xin nhớ lời dạy của ngoại tổ phụ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Nhất định là tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung đã cướp tịch tà kiếm phổ gia truyền của nhà con. Nếu không, kiếm pháp của nó sao có thể cao hơn Nhạc Bất Quần được chứ? Đại sư huynh, ngoài tổ phụ bảo đệ mang một hộp ngư hoàng quyết hạt đan đến cho huynh, tăng bầm giảm đau rất có hiệu quả. Được, giúp ta đa tạo mi. Vậy đệ đi trước.
Nghe đồn lĩnh hồ sư huynh võ công cao cường, anh dũng vạn toàn, nên ta muốn tỉ thí thử. Xin huynh đừng trách nha. Không sao, là tỉ thí thôi mà. Linh hồ sung, ta nghe Bình Chi nói là trước lúc tỷ tỷ và tỷ phu của ta qua đời, chỉ có một mình Lệnh Hồ đây ở bên cạnh hai người họ. Vậy thì sao? Trước lúc lâm chung, tỷ phu ta có nhờ huynh giao một quyển Tịch Tà Kiếm Phổ lại cho Bình Chi. Tại sao huynh có chần chừ chưa giao ra nữa? Ai nói với huynh ta có một quyển Tịch Tà Kiếm Phổ cần giao cho Lâm sư đệ? Nếu như không có chuyện này, tại sao mặt của huynh tái mét và có tật giật mình? Huynh nói chuyện cũng có vẻ như hơi run nữa. Một kiếm có thể làm mù đôi mắt của mấy vị cao thủ. Kiếm pháp này tinh diệu như vậy, nó không phải là học từ Tịch Tà Kiếm Phổ ra. Vậy thì huynh làm sao mà giải thích đây? Chẳng trách sư phụ sư nương và các sư đệ sư muội không cảm kích việc mình đã cứu mạng của họ. Ngược lại mọi người còn ra vẻ nghi ngờ mình. Trước giờ mình vẫn không hiểu nguyên cớ là sao. Thì ra họ đều cho rằng mình lấy đi Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm Chấn Nam. Người ngoài nghi ngờ mình cũng không sao, nhưng sư phụ sư nương đã nuôi mình khôn lớn, sư muội và mình giống như huynh muội. Lệnh Hồ Xuân này là người như thế nào vậy mà cũng không tin mình? Ta nghĩ câu này của ta đã nói đúng, nên huynh không còn lời để nói hả? Vậy Tịch Tà Kiếm Phổ đâu? Chúng tôi cũng không muốn cho huynh khó xử, chỉ cần huynh trả kiếm phổ lại cho Bình Chi. Ta nói cho huynh biết, lúc phu phụ Lâm Chấn Nam qua đời, không hề giao Tịch Tà Kiếm Phổ cho ta. Nếu bản thân họ có cuốn kiếm phổ đó thì họ đã vô địch thiên hạ rồi, sao lại bị người ta giết hại chứ? Đứng lại. Chuyện trên thế gian này rất là khó nói. Huynh cũng đã luyện được Tịch Tà Kiếm Phổ rồi, kiếm thuật tinh thông, nhưng mà ngay lúc này đây cũng đã bị thương nặng đó thôi. Vậy huynh làm sao mà giải thích đây? Ta nói luôn lần cuối với huynh, trên người ta không có Tịch Tà Kiếm Phổ. Di ngôn trước khi chết của phu phụ Lâm Chấn Nam ta đã nhắn cho Lâm sư đệ biết rồi. Nếu Lệnh Hồ Xuân này có nói dối nửa lời, ta bằng lòng bị thiên lôi đánh. Chuyện liên quan tới bí kíp võ lâm là đại sự, nếu như chỉ cần thề một lời thì mọi chuyện xem như xong. Vậy huynh xem người ở trong thiên hạ này đều là đồ ngốc hết hả? Vậy huynh muốn sao đi? Ta chẳng hề muốn sao hết. Nếu như huynh nói không lấy thì để ta lục soát đi. Chờ, huynh xem ta là ăn trộm sao? Nếu như huynh tự cho mình là trong sạch á, vậy thì còn sợ cái gì? Nếu ta lục soát không thấy có gì, ta trả lại trong sạch cho huynh, huynh cũng đâu có thiệt thòi gì. Được thôi, huynh muốn lục cũng được, nhưng ta phải mời sư phụ sư nương của ta, còn có Lâm sư đệ tới đây làm chứng cho ta. E là ta đi rồi, huynh sẽ đem dấu Tịch Tà Kiếm Phổ đi mất, rồi khi ta quay trở lại đây còn có cái gì để lục soát nữa chứ. Lần này chứng cứ rành rành rồi nha. Lên Hồ Hiền Điệt, ta hỏi cậu, Tịch Tà Kiếm Phổ này làm sao cậu có được hả? Hồ Xuân, Dương lão anh hùng đang hỏi con, bây giờ con hãy thành thật khai rõ tất cả mọi chuyện đi. Sư phụ, đệ tử bị thương rất nặng, lại mất hết nội lực, bọn họ cố tình y đồng hiếp yếu, không lẽ đây chính là đạo tiếp khách trong giang hồ sao? Nếu như là bằng hữu giang hồ, chúng tôi đương nhiên lấy lễ tiếp đãi. Nhưng huynh là người mang tội, lấy Tịch Tà Kiếm Phổ chiếm làm của riêng, đây là hành vi trộm cắp. Kim Đao Dương gia chúng tôi vốn là nơi có danh tiếng, sao có thể kết bằng hữu với hạng người như huynh được? Lâm sư đệ, huynh hỏi đệ, không lẽ đệ cũng cho rằng huynh lấy cấp Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Đại sư huynh, đại sư huynh sẽ không làm như vậy đâu. Bây giờ vật chứng rõ ràng, Lệnh Hồ Xuân còn dám xảo biện nữa. Được, các ngươi cứ luôn miệng nói đây là Tịch Tà Kiếm Phổ, vậy ta hỏi các ngươi, có ai từng thấy Tịch Tà Kiếm Phổ thật sự chưa? Nếu như chưa nhìn thấy nó, vậy các ngươi dựa vào đâu nói đây là Tịch Tà Kiếm Phổ? Quyển kiếm phổ này là lấy được từ trong người của ngươi. Nhạc sư huynh cũng nói rồi, đây không phải là bí kíp võ công của Hoa Sơn các ngươi, vậy còn không phải là Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Nếu như huynh cưỡng tình đoạt lý, ta cũng hết cách. Được rồi, huynh thích nói đây là Tịch Tà Kiếm Phổ thì nó chính là Tịch Tà Kiếm Phổ. Giờ huynh mang đi luyện đi, xem thử có luyện ra được thiên hạ đệ nhất kiếm không. Ngươi, phụ thân, hắn. Lên Hồ Hiền Điệt, tiểu nhi lúc nãy đắc tội rồi, thành thật xin lỗi. Giả nhân giả nghĩa, đúng là nuốt không trôi. À, Xuân Nhi. Sư nương, đây rõ ràng là một quyển cầm phổ của Thất Quyền Cầm, là nhạc phổ đàn sáo. Dương gia bọn họ không biết gì hết thì cho là Tịch Tà Kiếm Phổ,
Đây không phải chuyện được cười sao? Dương lão anh hùng, có thể cho tôi mượn quyển sách của ông xem một chút được không? Có thể, đi. Xin Dương lão anh hùng đừng chê cười. Nhạc phổ, sáo phổ gì đó thì tôi không biết, nhưng mà kiếm phổ thì tôi thấy không hề ít. Quyển sách này hình như không giống là một kiếm phổ. Không biết trong phủ có ai tinh thông âm thuật đàn sáo hay không, hãy mời họ giám định thử xem, như vậy sẽ biết rõ thôi. Đi, nếu thật sự là nhạc phổ thì lần này đúng là mất mặt. Bây giờ phải sau đi. Phụ thân à, phòng sổ sách của mình có một vị dịch sư gia biết, hay là để cho ông ta ra giám định đi. Ê, bí kíp võ công có nhiều loại, có người gì giữ bí mật nên đã dùng nhạc phổ để biên soạn, che giấu võ học thì sâu. Những chuyện này thật sự rất nhiều, không có gì là lạ. Đúng vậy, đao pháp Thái Cực Lưỡng Nghi của Hà Nam chính là được soạn theo dạng nhạc phổ đó thôi. Nếu như dịch sư gia am hiểu âm luật, hay là mời ông ấy giám định thử xem, mọi người cũng có thể làm sao.